Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định sửa đổi bổ sung đối tượng định mức và thủ tục hỗ trợ cho người lao động không giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo nghị quyết số 68 của chính phủ. Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hỗ trợ theo nghị quyết số 68 của chính phủ là người làm các nghề công việc chính sau: buôn bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định, bán lẻ với số lưu động, thu gom rác thu mua phế liệu, bốc xếp vận chuyển hàng hóa, lái xe ôm, xe xích lô, xe ba gác, lái xe chở khách, chở hàng thuê. Người tự làm hay làm việc cho cá nhân, làm việc tại các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, dịch vụ du lịch, vận tải, thương mại không có hợp đồng lao động. Lao động làm thuê trong công việc đánh bắt hải sản gần bờ, làm cỏ, phun thuốc trừ sâu, thu hoạch hoa màu không có hợp đồng lao động. Đối tượng được hỗ trợ là người cư trú hợp pháp làm việc trên địa bàn tỉnh trước ngày 1 tháng 5 năm 2021. Mức hỗ trợ là 50.000 đồng một người một ngày, nhưng không quá 3 triệu 500.000 đồng một người. Thời gian được hưởng hỗ trợ áp dụng từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 đến 31 tháng 12 năm 2021. Đơn đề nghị hỗ trợ phải có xác nhận của khu phố ấp thôn nơi cư trú hợp pháp. Thời hạn nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ từ nay đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2022.